cũng ngon quá ha. Cho nó chiên không được, mình thấy nó mình nước. Ôi ôi, ngon dữ không? Bạn không được. Ngon. Ai làm ngon vậy? Mẹ. Cõi. Căng miếng như vậy. Con biết con cá đó con cái gì không? Cá tôm. Cá tôm, cá khoai. Ồ, cá khoai nó trắng, cá khoai. Hằng chào cả nhà. Thì cái cá này là của em. Em hôm qua là em đi ký với mấy anh em đi biển vô, rồi cho thằng Nghĩa, cho thằng Vinh Tâm. Hôm qua làm nướng ăn hết ít rồi, còn như đây anh em ăn hết ít rồi, còn như đây nè. Thì hôm nay thì thằng sẽ đem mấy con cá khoai này nè, thằng đem đi chiên giòn lên nha. Chiên giòn, còn cá mồi dầu này thì anh Tâm nói là kho lạc cho anh Tâm. Thì thằng sẽ làm hai món. Thì bữa nay chiên bột á, thì thằng cũng chưa từng chiên cái con cá khoai này nữa, nhưng mà làm chiên để mình làm gỏi xoài á, thì thằng nghĩ là cái mình á, mình nước thì không biết sao chiên đây. Hồi mình áo thêm một lớp bột bên ngoài thử coi, lớp nhẹ thôi, thì mình để vô mình chiên nha. Không biết bữa nay là món mới, thằng cũng chưa thử qua nữa, nhưng mà thằng nghĩ vậy nó sẽ ngon. Thì để coi cái sao nha cả nhà nha, cả nhà hãy đón xem clip của Hằng, xem Hằng làm có thành công không nha. Ra cắt rau, ít rau để mình để vô cho nó thơm thơm. Thì đây được mấy con cá nè. Thì cá này là cá màu dầu nè, thì mình để vô nha, ba con cá màu dầu. Sao ai cũng thích ăn cá màu dầu này nè, nó béo nhưng mà nó sương lắm nha cả nhà, sương lắm. Cá màu dầu khác, rồi cá cháo khác. Cá cháo thì nó mềm hơn, cá màu dầu thì nó cứng hơn, thằng chỉ biết phân biệt vậy thôi. Mỡ vừa để vô có mỡ liền. Thì cái này thì anh Tâm nó bắt nước sôi lên rồi để cá vô thôi, thì mình nấu thôi. Để chút xíu lên này. Ra mở chào bé Nguyên. Ơi chào bé Nguyên. Ba làm gì vậy? Kho cá. Kho cá gì cho ai ăn? Cho bé Nguyên ăn, cho ba ăn được không? Mẹ ơi. Ơi, cho con đi mua gà ăn cho mẹ rồi. Mẹ ơi, cho con một gà nha. Gì nữa vậy? Mua gì kệ người ta. Trời ơi, mua gì kệ người ta. Vừa chưa? Nhìn cũng hấp dẫn lắm anh. Nó nổi mà khói lên màng màng lên. Để hồi hỏi anh Tâm nghe nặng chanh thôi, để me vô. Bây giờ cái bọt bớt. Giờ mình đi chuẩn bị cá khoai của mình chiên. Này là người lớn ăn không? Cái này mình cho ớt. Cá này xương lắm, ăn nhất ăn nó nổi lắm. Thấy nhờ cầm phết là biết vậy liền. Bữa nay qua tới đám tang đó nha. Qua tới đám giỗ nhà Hằng hả? Hai ông chết trùng ngày đi đâu, đi đâu? Về lại cùng ngày mà khác năm. Cùng ngày luôn. Cùng ngày luôn, bây giờ ông này 21 này 22. Đúng chứ, cùng ngày mà khác năm á. Ủa ngon quá mà đúng không? Ngon quá mấy ông này uống vậy. Tết công chuyện với mấy ổng vậy. Ủa bữa nay cũng không đi làm không hả? Không, bác nó chưa về. Chờ bác về nó làm chắc bữa hai. Nghĩ chắc tới hai bữa nữa có công chuyện làm nữa.
khoan hồi để chanh vô ha anh. Bào xoài nha, bào xoài xong cái là mình làm nước mắm. Làm nước mắm đang mình làm gỏi. Đủ. Xoài chua quá hằng cho ít đường vô. Ướp cho nó ngọt ngọt cho chua quá. Hôm nay làm mới. Áo vô con cá khoai ít thôi. Này là bộ chiên giòn. Cá khoai này cái thịt rất là mềm nha, nên chiên thì Hằng cũng không biết là nó sẽ giòn hay không nha. Thì để xíu nữa mới biết. Cái này thì để thêm miếng mắm vô. Và miếng mắm vô cái xoài nãy. Ít thôi. Mắt mình để mình không để nguyên nhà mình chấm nha, mình trộn vô đây cho nó thấm. Rồi này chua quá Hằng không thể ăn được. Thì cái phần rau này thì Hằng cho vô cái này luôn, tại giờ này cũng được dọn cơm ăn cho nên cho vô luôn. Cho ra dĩa luôn, cái phần này cho ra dĩa rồi dọn rồi hết thể mà cá nó chín đó là bắt đầu mình ăn. Dọn luôn đi ra dọn cơm ăn. Giờ này rồi dọn cơm ăn cả ngày. Chút xíu nữa, chút xíu mình nó chảy nha. Giờ nó còn hơi mềm á. Đợi xíu nó dài dài cho nó trở lại nha. Ồ, ngon quá. Thì cá khoai của mình đem đi chiên giòn vẫn được nha cả nhà, nhưng mà với điều kiện là mình sẽ cho một ít bột vô, mình sẽ áo lại cái bột mà bột chiên giòn á, thì con cá khoai của mình nó sẽ không bị gã mà nó sẽ giòn. Sao sao thấy sao? Nhưng mà nó khô hơi lâu ha. Ừ, nhưng mà phải áo một lớp bột, hồi nãy anh chiên cái lửa kia nó không đủ.
anh cầm cái đó coi, cái nào được thì đắp ra. Nhưng mà mình áo lớp bột anh thì nó sẽ cứng thế. À, nhưng em nghĩ này ăn chắc giòn lắm luôn, ngon lắm luôn. Giòn. Dặn qua cái khoai chiên bột. Cho nó giòn lại. Nghĩa rủ em ngày mai đi giấy anh. Rủ ngày mai đi đậu lú. Mình gọng luôn. Xong, gấp ra luôn anh. Cầm nguyên dĩa luôn không? Cũng ngon quá ha. Cho nó chiên không được nữa. Mình thấy nó mình nước đó. Cá đâu có xương. Này có khoai hành bị chiên nha, chiên giòn. Ăn với gỏi xoài. Còn bên này thì nước mắm. Và cái nhà ăn cơm nha. Còn đây là cá màu dầu. Cá màu dầu. Cá màu dầu chứ. Cá màu dầu họ là nặng chấm. Chấm nước mắm mặn. Rồi tạm mời cả nhà và tất cả cô chú anh chị nha. Mời bà Hương lại. Chào bác Phúc nha. Rồi. Cơm chào cả nhà ăn cơm. Nguyên đang ăn gì đó? Ăn trứng. Ừ. Nguyên đang ăn trứng. Ôi ôi, giòn gụm luôn, ngon không con? Cái xương. Ở đây gì vậy ba? Cá này có ăn không được, cá này có xương. Xương lắm. Cá này xương, ngon chứ. Ủa, này cái cá hả? Ừ, có ăn cá. Cá này xương ghê thật chứ anh ha. Quá là dầu thơm thơm. Nhưng mà béo hả? Béo. Nguyên này. Con luôn con, gắp nguyên con luôn. Cá, ai nửa khúc cho nó ra. Ủa, cái này không nóng nè mẹ. Cá ra ra. Cá ăn kỹ kỹ. Xương nha. Xương nó dai vậy. Cá nó mẹ ơi. Ôi, ngon không con? Ngon. Ôi ôi. Ngon dữ không? Ngon. Ai làm ngon vậy? Mẹ. Con ủy. Cắn miếng như vậy. Con biết con cá đó là cái gì không? Cá tôm. Cá tôm, cá khoai. Ồ, cá khoai nó trắng, cá khoai. Ngon lắm xương nha. Ngon lắm không? Hả? Đâu có xương đâu. Cha nói cái cây kìa mới có xương. Còn này mình ăn đâu có xương đâu con. Ủa? Ba nói con cá của ba đang ăn á. Cá này mới xương, cá nó đâu có xương. Cá này có xương. Mình ở nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm, mời bác Khương. Nó con cái này nó không ngon. Nó không mềm. Này ngon nè. Dài dài á. Ừ, ăn hết luôn hả? Giỏi với ta. Ngon rồi đó. Mời cả nhà. Ăn dạ. Khoai. Ăn có khoai. Tắm. Tại này là chiên giòn. Nên mình chấm muối ớt. Ấy mắm nhiều ngon.
ngon. Cặp với cài cô dữ mà không. Con dạ, con đứng cái chân bằng ghế cái gì vậy? Đây là cá. Ừ, cá này cũng ngon không? Hay xương lắm. Mà bộ xương nè. Nắm được không? Quá xương luôn. Này mày ghé chỗ này cho không có xương nè. Xương hả? Thôi ăn cái này cho nó ngon ha. Chỗ nào không xương á. Sáng mời chồng tí nhúc nhúc ăn chơi với thịt xương không. Ở nhà rồi nằm một cái khoai á. Vậy chiên ăn thử nha. Mà cho gụm luôn. Mà giòn tan quá anh ha. Nhưng mà chiên phải gắt miếng bột. Còn không gắt bột chắc khói chiên hơn. Gắt bột. Ngon. Ăn hết miếng đầu tiên à? Ăn hết miếng đầu tiên à? Ăn cái này à? Ngon quen. Giọt. Ngon ngon không? À, chú hỏi ngon không kìa. Ngon. Ngon lắm. Trang đại không? Còn nước sao? Ăn miếng. Ăn miếng gỏi vô. Trang nguyên cốc đậu luôn ra. Trang nguyên luôn đi. Trang nguyên cốc đậu luôn. Mắc mắc bạn đó. Ừ. Trang nguyên luôn đi. Xương này bạn. Hả? Từ từ cẩn thận nha. Từ từ mắc mắc mỏi xương nè. Thương quá. Chiên bột á, để vào miệng giòn á, cho tan á. Thôi nghe ngon. Cho con. Nhá hả? Nhá. Coi mày. Miệng giỏi lắm, mà ai giỏi bằng đâu. Ôi giời. Nước tương, mày xịt nước tương cho cha. Ừ. Hả? Quá trời giỏi. Ừ, lấy cái sầm này, cái này. Thôi. Thôi. Sợ xương hết không? Sợ giỏi. Quá trời giỏi. Đồ đổ hả? Ăn nha con. Giờ gặp yếu rồi, ngang cá xương. Sợ. Ngay sót cái là chết rồi. Ngang nói em không dám ăn. Ôi mày ngang cá làm gì đây? Đây là cái cá nuôi hả? À. Nuôi lòng nuôi. Nuôi cá chết về mà. Ừ. Không nó làm gì nó chết sao? Làm sao rồi? Cho nó. Ba. Dây mũi. Ba dây mũi. Sĩ. Cho ba bị bẩn rồi.
Rồi. Đó, ba bị bận. Ba bị bận rồi, nói chung nó kêu bác sĩ. Ai con? Trời nè, nãy chua quá trời luôn. Ướp miếng đường trước. Giống thời là đâu ăn nổi đâu. Năm tỏi ớt trộn vô. Tỏi cũng mắm. Cái gì anh? Cách đèn. Ờ, cách đèn. Mà cái này ăn nó mềm hơn con cá chèn nữa. Cái giòn mềm hơn, tan. Giỏi. Cơm vô con. Quá giỏi rồi. Giỏi. Con cá này màu. Giỏi hơn, trụi hơn bánh bao luôn. Trời ơi, quá giỏi rồi. Có phải xương, phải không? Xương không? Hãy lấy ra mà. Đúng rồi. Xương nè. Đi đâu Nguyên? Đi đâu? Đi đâu hả? Giao hàng gì? Mày giao cho ai? Ai giao chị Ngân. Bye bye. Đi về liền nha.